Xin mến chào quý anh chị và các bạn. Trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi qua phía bên quận 7. Chúng ta sẽ cùng thăm. Trong cái một buổi chiều ngày hôm nay thì ở ngay tại cái khu vực này thì em đang đứng ở tại khu biệt thự Nam Viên. Một khu biệt thự rất là cao cấp ở Sài Gòn. Và như tất cả quý anh chị cũng đã thấy thì ngay trước mặt đây của chúng ta đây chính là khu công viên Nam Viên. Và ở ngay tại cái khu này thì có thể nói một điều là mặt bằng và tất cả mọi thứ ở đây rất là hiện đại, tiện nghi và sang trọng. Trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì vô tình em đi qua đây và cũng thấy hay nên là cũng xin phép được review cho tất cả quý chị và các bạn được biết tới nơi này. Và có thể nói là khi mà tới đây thì thường xuyên là sẽ có bảo vệ túc trực và sẽ đi tuần tra liên tục tại mọi khu vực. Ở đây thì rất là nhiều các cái chung cư và giá nhà ở đây, nhà cũng như là chung cư ở đây thì rất là đắt đỏ. Em sẽ đi một vòng quanh đây để review cho quý anh chị và các bạn được biết nhé. Phía bên trong đây chính là cái khu những các cái con đường nhỏ của cái khu biệt lập này. Và ở bên trong này thì toàn là những biệt thự rất là đắt tiền thôi. Như tất cả quý anh chị cũng đã thấy, nhìn ở ngay tại đường ấy thì xe của những người dân ở đây đều là những loại xe cao cấp G63 này. Đó. Rất là đẹp. Và có thể nói đây là một cái khu nhà giàu mà rất là hoành tráng. Thì cũng nói sơ qua cho tất cả quý anh chị và các bạn biết được về nơi này. Về cái khu biệt thự Nam Viên thì là một cái dự án được công ty Phú Mỹ Hưng cho ra mắt vào năm 2014 và được tọa lạc ngay tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Nam Viên thì gồm các căn biệt thự đơn lập và biệt lập phố vườn, được thiết kế rất là sang trọng và bên cạnh công viên rộng 2 hecta với hồ cảnh, nhà thủy tạ, ghế đá, vân vân. Như chúng ta đã thấy thì một cái xe Porsche vừa đi qua. Vâng, và rất là nhiều những các cái xe sang trọng ở ngay cái đấy, tại khu vực này. Thì nằm ngay tại bên trong của khu dân cư Nam Viên ở khu vực Phú Mỹ Hưng, quận 7 thì được cách với quận 1 cũng chưa đầy 15 phút thôi khi mà chúng ta đi xe. Thì từ cái khu biệt thự này thì cư dân có thể đi bộ đến trung tâm thương mại tài chính quốc tế, trường học, bệnh viện cao cấp, vân vân và vân vân, rất là nhiều những các cái nơi sang trọng ở đây, có thể nói là tiện nghi đầy đủ. Đây là hai bên, phía bên đường này thì rộng lớn hơn. Và trong cái khu Nam Viên này thì có hai cái trục đường giao thông chính nằm song song theo cái hướng từ đại lộ Nguyễn Văn Linh cho đến huyện Nhà Bè, là chính là cái đường Nguyễn Lương Bằng và đường Tân Phú. Trong khi đó thì cái đường Nguyễn Lương Bằng thì được quy hoạch thành tuyến đường thương mại sầm uất nhất trong tại cái khu vực này. Và dọc hai cái bên trục đường này thì đã hình thành một số các cao ốc văn phòng, khu đa chức năng thương mại, dịch vụ và căn hộ. Cung cấp thì hàng trăm các cái mặt bằng bán lẻ và văn phòng cho thuê.
nhiều cửa hàng đi vào hoạt động và đáp ứng được đa dạng các cái nhu cầu mua sắm của cư dân ở ngay tại nội khu này. Và khi mà đi thẳng tới đây ấy, thì ở ngay tại đây ấy, sẽ có rất là nhiều những các cái trường quốc tế. Trước mắt của chúng ta đang thấy thì có trường quốc tế Nhật Bản, còn đây thì là chính là cái trường quốc tế Hàn Quốc. Học sinh tới đây học thì như chúng ta đang thấy thì có thể nói là rất là sang chảnh. Những học sinh sinh viên mà học ở tại những cái ngôi trường như thế này thì cái học phí có thể nói là rất là đắt đỏ. Đây cũng sẽ là một cái khu nhỏ nằm trong cái khu vị trí của khu biệt thự Nam Viên này. Thì như quý anh chị và các bạn cũng đã thấy thì ở trong này có thể nói là cái khuôn viên và cái đường xá cũng rất là tuyệt vời. Ở đây an ninh rất là chặt chẽ. Và có thể nói là cái buổi chiều ngày hôm nay thì cũng sẵn tiện được đi qua đây nên là cũng xin phép được review cho tất cả quý anh chị và các bạn được biết đến trong cái Sài Gòn của chúng ta ngày một thay đổi như thế nào. Phía bên trái của chúng ta nhìn thấy thì đây chính là trường Hàn Quốc, trường quốc tế Hàn Quốc. Một cái thiết kế mà có thể nói là nhìn rất là đẹp. Học sinh tới đây học thì toàn là thấy đi xe hơi tới thôi, hay là được đưa rước bằng xe hơi thôi. Tại cái khu biệt thự Nam Viên này thì những chủ nhân thì vừa được tận hưởng với những các cái không gian sống sinh thái giữa thiên nhiên rộng mở, tựa như những các cái khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhưng mà vẫn có các đầy đủ tất cả các cái tiện ích dịch vụ hiện đại. Bởi vì cái khu biệt thự Nam Viên này thì có cái vị trí ngay tại trung tâm của cái khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Về cơ bản thì ở xung quanh đây có rất là nhiều những các cái trường, ví dụ như là trường Nam Sài Gòn, Đinh Thiện Lý, trường Quốc tế Canada, trường tiểu học S15, trường mầm non Tiny Flower, trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Bắc, vân vân và vân vân, rất là nhiều. Về cái khu những các cái trung tâm thương mại và giải trí, y tế thì gần bên cái khu thương mại tài chính quốc tế, cũng chỉ cách khoảng 1,5 km cho đến cái khu Hồ Bán Nguyệt. Rất là nhiều những các cái trung tâm mua sắm rộng lớn ở ngay tại đây. Chúng ta có thể nhìn thấy sơ sơ được cái khuôn viên này, ở đây có thể nói nó rất là đẹp. Nhà cửa thì san sát và an ninh thì tuyệt đối. Camera an ninh có tại khắp nơi. Bảo vệ thì đi tuần liên tục. Đường xá rất là rộng và thoải mái. Có thể nói là cái khu này mà dành cho những người mà có tiền sống ở đây thì thật sự là rất là tuyệt vời. Còn ở ngay phía bên tay trái đây của chúng ta thì quý anh chị cũng thấy đây chính là cái công viên. Rất là mát mẻ. Nhà thì cổng được đối diện ra với cả công viên. Ngoài cái những các cái khu mà biệt thự biệt lập như thế này thì
còn có rất là nhiều khu chung cư cao cấp. Xe cộ thì rất là nhiều xe mắc tiền. Em sẽ đi dạo một vòng để review cho quý anh chị và các bạn được xem về này này nhé. Sài Gòn của chúng ta thì ngày một phát triển nhiều hơn, và có thể nói là đối với ở Sài Gòn như thế này thì trong cái quãng thời gian như thế này, khi mà kinh tế suy thoái xuống á, thì có thể nói là ở ngay tại các cái khu vực trung tâm thì như đối với các cái video clip trước mà em cũng đã review rất là nhiều cho tất cả quý anh chị xem ấy, thì rất là mặt bằng rất là nhiều, những các cái mặt bằng kinh doanh đều là được trả lại hết. Thì đối lập với những các cái nơi đấy thì ở ngay tại đây, đây có thể nói là cái khu để mà ở sinh sống của những người mà giàu, người giàu và nhiều tiền. Đây chính là cái công viên lớn nhất ở đây, chính là công viên Nam Viên này quý anh chị này. Và đi một dòng ngay tại cái khu vực như thế này thì có thể nói là rất là mát mẻ và thoải mái. Và em cũng đã đi dạo được mấy vòng ở đây rồi để review cho tất cả quý anh chị và các bạn được xem rồi, thì video clip của em tới đây xin phép được tạm dừng, và cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn vào những clip sau. Rất là mong sẽ được quý anh chị và các bạn ủng hộ thật là nhiều nha. Xin cảm ơn và chào tạm biệt ạ.